Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Bây giờ chúng ta qua tiếp phân loại định á, nó có hai. Một là cận định và hai là an chỉ định. Thì cái cận định á, chúng ta có một số đề mục thiền chỉ đưa đến cận định, đó là các cái đề mục tùy niệm Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên. Thì sáu đề mục tùy niệm này nó sẽ đưa chúng ta đến cận định và chỉ đến cận định thôi, nó sẽ không đưa chúng ta đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngoài ra còn có tùy niệm chết, rồi tùy niệm thực phẩm, tức là quán cái sự bất tịnh của thực phẩm ở trong bao tử của mình á, rồi quán tứ đại, rồi hoặc là cái sự nhất tâm trước cái an chỉ định. Tức là khi mà chúng ta chuẩn bị đi vào đến an chỉ định, tức là đi vào sơ thiền, thì cái giai đoạn trước đó chính là cái giai đoạn cận định. Về cái an chỉ định là cái kiên cố định. Hôm bữa sư có nhắc đến cái ví dụ về toa tàu. Bây giờ sư nói lại để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Tức là khi một cái toa tàu nó chỉ toàn những cái toa màu trắng thôi, nó không có toa màu đen xen kẽ ở giữa, thì khi đó đó chúng ta tạm gọi đó như là cận định. Bởi vì khi đó nó không còn những cái tâm tạp nham ở bên ngoài nó xen kẽ vào giữa nữa, nhưng mà nó vẫn còn cái tâm hữu phần. Cái đặc tính của tâm hữu phần á là nó sẽ chen giữa nha, nó sẽ chen giữa ở trong giữa cái tâm này và tâm kia. Cho nên nó sẽ vẫn còn chen giữa, nó giống như cái toa tàu mà nó còn có những cái mắt xích. Đúng rõ là cái toa tàu chỉ còn là những toa màu trắng thôi, nhưng mà giữa những toa màu trắng đó vẫn còn những mắt xích. An chỉ định tức là cái kiên cố định. Thì lúc bây giờ những cái mắt xích đó đó mình bỏ đi luôn. Nghĩa là từ cái tâm này qua tâm kia nó dính liền với nhau thành một khối. Thì khi đó đó nó không còn cái khoảng cách ở giữa nữa, khi đó chúng ta gọi là cái kiên cố định. Còn cái kiên cố định ở đây ám chỉ cho các cái tầng thiền, tức là các cái tầng chana. Như sư nói chúng ta rất dễ lạm dụng cái chữ thiền. Chana đó Hán dịch là thiền na, mà từ cái thiền na sau này chúng ta đọc riết rồi chúng ta bỏ chỉ còn cái chữ thiền thôi. Nhưng mà cái cha ná đó là chỉ cho các tầng thiền, còn định á là samadhi nha, phân biệt chùm sư. Cho nên là các tầng thiền ở đây là cha ná samadhi hoặc là định ở trong đạo. Nghĩa là chúng ta có hai. Một là cái sự an chỉ định chúng ta có được
do chúng ta thực hành 40 đề mục thiền chỉ, từ đó chúng ta chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái thứ hai là định ở trong đạo là Maggasamadhi. Ở đây có nghĩa là sao? Đây là trạng thái tâm định của một vị khi chứng thánh đạo, thánh quả. Khi mà một vị chứng thánh thì cái khả năng định của vị đó chính là cái kiên cố định này. Nhờ cái kiên cố định này đó, cho nên một vị mới có khả năng tập trung cắt đứt hoàn toàn cái phiền não tương ứng đối với tầng thánh của vị đó. Ví dụ như đối với vị thánh sơ quả thì cắt đứt thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi bây giờ chúng ta qua các cái định nghĩa về thiền. Sơ thiền thì là có tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Những vị nào mà học ở lớp Kinh Trung Bộ bữa hôm trước thì sư đã có giải thích rõ về năm thiền chi rồi. Tầm là sự hướng tâm đến đối tượng, mà tứ là sự quan sát đối tượng, trà sát đối tượng. Giống như bây giờ sư hướng tâm về cái ly này thì nó là tầm. Rồi khi sư hướng tâm về cái ly á, đó, sư quan sát, sư trà, cái tâm của sư trà sát ở trên cái ly thì nó là tứ. Hỷ thì nó là một cái trạng thái của tâm, được mô tả giống như là một người khát nước đi trên sa mạc mà thấy cái giếng nước ở đằng trước hoặc là thấy cái ao nước ở đằng trước thì đó là hỷ. Còn cái nó hỷ nó thuộc về tâm. Còn lạc á, lạc là giống như là cái người đó họ uống cái nước mà họ vừa múc lên được thì cái nước nó chảy vào cổ họng của họ thì đó chính là lạc. Cho nên cái lạc á, nó thuộc về thọ. Rồi cái định là sự dính chặt vào đối tượng, cái sự ở yên trong đối tượng mà không có chạy ra khỏi đối tượng thì đó là định. Thì khi mà chúng ta có được năm cái chi thiền này là chúng ta đạt được cái sơ thiền. Rồi nhị thiền thì bỏ tầm, bỏ tứ. Trong A Tỳ Đàm thì chia nó ra làm hai, tức là chia cái nhị thiền này là chia ra làm hai, là nhị thiền bỏ tầm mà tam thiền bỏ tứ. Thành ra đó, đối với những vị học A Tỳ Đàm thì chúng ta chia ra tới ngũ thiền là do cái tầng số 2 này nè chia tách ra làm hai. Còn ở trong tạng kinh á, thì hai cái này gộp chung là một, tức là nhị thiền bỏ tầm bỏ tứ. Chúng ta phân biệt hai cái hệ thống. Một hệ thống theo A Tỳ Đàm á, là chia ra ngũ thiền, thì cái số 2 này nè là bỏ tầm riêng và bỏ tứ riêng. Còn trong kinh á, thì gộp lại là một, là bỏ tầm bỏ tứ, đó là nhị thiền. Tam thiền thì bỏ hỷ, còn tứ thiền bỏ lạc, chỉ còn định và xả. Cái này chúng ta nghe để chúng ta biết cái kiến thức thôi, chứ còn khi mà chúng ta thực hành á, thì chúng ta sẽ có cái sự trải nghiệm nó rõ ràng hơn. Ngoài ra chúng ta còn có phân ra là định thế gian và định xuất thế gian. Định thế gian á, tức là những cái định mà khi chúng ta thực hành á, mà nó vẫn còn luân hồi ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi chúng ta ở cõi dục, chúng ta thực hành các tầng thiền. Rồi khi chúng ta thực hành các tầng thiền đó, chúng ta chứng thiền, nhưng chúng ta vẫn còn ở trong cõi dục. Rồi nếu như các tầng thiền đó không bị mất, thì nhờ các tầng thiền đó, các tầng thiền chứng á, chúng ta đi tái sanh về cái cõi trời tương ứng, tức là cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới. Nhưng mà lên trên đó chúng ta vẫn không thoát được, và chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Cho nên chúng ta gọi đây là cái thiền thế gian. Các thể loại ngoại đạo họ vẫn có thiền, và thiền của họ cũng có thể đưa đến sự chứng đắc, cũng có thể đưa đến các cái cõi trời
sắc giới, vô sắc giới. Tuy nhiên ngoại đạo họ khác một chỗ là họ không có cái khả năng thoát ra khỏi, không có khả năng đi ra khỏi tam giới, mà họ chỉ quanh quẩn ở trong đó thôi. Mặc dù họ có thần thông, ví dụ như quý vị xem lịch sử các cái tôn giáo thì quý vị cũng sẽ thấy là một số vị có thần thông, ví dụ như Chúa Giêsu có thể chẻ đôi cái đường sông hay đường biển để mà dắt người Do Thái đi, thì đó là một dạng thể hiện của thần thông. Thần thông đó có do đâu? Có do thiền. Có nghĩa là đạo Chúa thuở sơ khai họ có phương pháp thực hành thiền để chứng đắc thần thông. Mà cụ thể ở đây trong trường hợp này là đề mục nước. Thì bây giờ nếu mà mình thực hành đề mục nước, mình có thần thông thì mình vẫn có thể chẻ đôi nước biển ra được. Còn cái thiền xuất thế gian là định thuộc thánh đạo, bao gồm chỉ và quán. Ở đây nó khác nhau như thế nào? Khác nhau ở chỗ là đối với cái định xuất thế gian thì chúng ta lấy đó làm nền tảng tu tập hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Nghĩa là nếu như quý vị thực hành thiền mà quý vị không lấy sự giải thoát giác ngộ làm mục tiêu cứu cánh thì cái định của chúng ta đó vẫn chỉ là cái định thế gian. Còn khi chúng ta thực hành thiền mà chúng ta hướng đến mục tiêu cứu cánh là giải thoát giác ngộ thì cái định của chúng ta lúc bấy giờ gọi là cái định xuất thế gian. Ngoài ra thì chúng ta còn chia ra là định có hỷ và định không hỷ. Thì định có hỷ ở đây là từ sơ thiền đến nhị thiền. Còn định không hỷ là tam thiền hoặc tứ thiền. Còn cái cận định thì có thể có hỷ hoặc không có hỷ. Tại sao? Nếu như chúng ta thực hành các cái đề mục tùy niệm như là Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên thì chúng ta có hỷ. Hỷ phát sanh do niềm tin nơi tam bảo, hoặc là do chúng ta suy tưởng về cái giới hạnh của mình. Còn khi chúng ta thực hành một số cái đề mục như là tùy niệm chết này, hoặc là tùy niệm cái thực phẩm ở trong bao tử, thì khi đó nó không có hỷ. Ngoài ra thì còn có định câu hữu lạc và định câu hữu xả. Cái định câu hữu lạc ở đây tức là cũng là sơ thiền và nhị thiền. Còn định câu hữu xả đó thì là tứ thiền. Ngoài ra cái cận định đó, thì nó có thể nó câu hữu với lạc hoặc là câu hữu với xả. Ví dụ như sư nói chúng ta thực hành tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên thì nó có lạc. Còn khi mà chúng ta tùy niệm sự chết ấy, thì nó lại câu hữu với xả. Bởi vì khi mà chúng ta tùy niệm sự chết, chúng ta sẽ đi đến một cái trạng thái là mình nản, mình chẳng còn tha thiết cái gì hết trơn. Mà chính bởi vì như vậy cho nên nó là cái trạng thái tâm xả. Ngoài ra thì còn chia ra là định có tầm tứ và định không có tầm tứ. Thì tầm tứ quý vị biết rồi, chính là sơ thiền và nhị thiền. Định có tầm. Còn cái định không tầm tứ thì ở đây là nhị thiền. Nhưng mà nhớ là nhị thiền ở trong tam thiền. Tức là một cái là bỏ tầm, một cái là bỏ tứ. Còn cái có tầm tứ ở trong cái nhị thiền mà có tầm tứ là ở trong hệ thống ngũ thiền. Tại vì nhị thiền là bỏ tầm, còn tứ, tam thiền là bỏ tầm, bỏ tứ. Ngoài ra thì định không tầm không tứ, định có giới hạn. Những cái này mình đọc qua cho biết thôi, chứ còn mình cũng không có cần phải nhớ sâu làm chi. Định có giới hạn ở đây chính là cận định, do nó không là nền, nó không phải tiến lên các cái tầng bậc cao hơn. Còn định đại hành á, là định sắc giới và vô sắc giới.
định vô lượng. Ở đây nhớ dùm nha, định vô lượng ở đây không phải là tứ vô lượng tâm, mà nó là sự nhất tâm liên hệ đến bát chánh đạo. Ngoài ra chúng ta còn có định hữu hạn. Định hữu hạn ở đây chính là cái loại định mà mình không có quen thuộc. Ví dụ như bình thường mình quen thuộc với cái đề mục là hơi thở, thở vào, thở ra thì nó quen thuộc. Nhưng mà khi mình chuyển qua một cái đề mục khác, ví dụ như tùy niệm Phật thì nó lại là một cái đề mục mình không có quen thuộc. Hoặc là cái định đó nó không tạo điều kiện cho các tầng thiền cao hơn. Ví dụ như chúng ta thực hành thiền tâm từ thì chúng ta chỉ đi đến được tam thiền thôi, không đi lên được tứ thiền. Thì trong trường hợp đó thì cái thiền tâm từ chính là cái định hữu hạn. Hoặc là sáu đề mục tùy niệm, các cái đề mục tùy niệm chúng ta chỉ đi được đến cái cận định thôi, chứ chúng ta không có đi được đến cái an chỉ định. Thì trong trường hợp đó đây cũng là cái định hữu hạn. Còn định có đối tượng hữu hạn, định có đối tượng hữu hạn ở đây là một số cái đối tượng không có nới rộng. Không nới rộng ở đây là như thế này nè, sư ví dụ nha, khi chúng ta thực hành casino trắng thì chúng ta sẽ có một cái vòng, một cái điểm tròn trắng rồi chúng ta hành thiền ở trên đó. Khi mà chúng ta có được cái nimitta rồi, khi chúng ta đi đến được vào sơ thiền ha, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khi đó chúng ta bắt đầu mở rộng cái tướng cái nimitta đó ra, mở rộng cái casino trắng ra. Và khi gì đó mở rộng á thì cái vòng tròn màu trắng đó nó sẽ từ từ càng ngày càng rộng ra, càng rộng ra, càng rộng ra, đến khi nó biến mãn khắp trước mặt vì đó là toàn là màu trắng hết. Rồi vì đó sẽ mở rộng ra khắp cả mười phương, tức là lúc bấy giờ xung quanh vì đó đó sẽ toàn là màu trắng. Thì khi đó vị đó mở mắt ra thì trước mắt vị đó dù là đêm đen thì nó vẫn như ban ngày. Cho nên là khi quý vị học cái bài kinh Trung Bộ, kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, mới có nhắc đến một cái trường hợp là những vị hành casino trắng, các vị đó không phân biệt được ngày và đêm, là do khi mà vị đó mở rộng cái tướng ra đó thì thậm chí vì đó có thể thắp sáng cả một khu rừng. Trong trường hợp hồi xưa mình có ngài Hộ Tông, hình như là ngài Hộ Tông, khi mà ngài thực hành cái thiền casino, ngài ngồi ở trong cốc, thì trong cốc thời đó làm gì có điện, ngài ngồi trong cốc thì người ngoài nhìn vào cốc của ngài lúc đó giống như là thắp đèn màu vậy đó. Ngài chuyển, khi mà casino trắng thì cái cốc nó sáng lên màu trắng, khi mà thực hành cái casino xanh thì cái cốc nó chuyển qua màu xanh, khi thực hành cái casino vàng cái cốc nó chuyển qua màu vàng. Ánh sáng nó lọt qua khe cửa, thì đó là khi mà mình mở rộng cái tướng thì được như vậy. Nhưng mà một số cái đề mục thiền thì cái tướng nó không có mở rộng. Ví dụ như mình quán cái thực phẩm ở trong bao tử nè, thì khi mình quán thực phẩm trong bao tử như vậy á, mình không có mở rộng tướng. Rồi định với đối tượng vô hạn thì sư nói hồi nãy, tức là đối tượng của mình á, có thể nới rộng ra. Rồi ngoài ra chúng ta còn có định khó tiến và dễ tiến. Cái khó tiến và dễ tiến là như thế này, là khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền, chúng ta phải lần lượt vượt qua những cái trở ngại, tức là năm cái triền cái. Khi mà chúng ta vượt qua những cái trở ngại đó, có người họ vượt qua một cách dễ dàng, có người họ lại vượt qua một cách khó khăn. Cho nên trong trường hợp này,
là đang nói đến cái trường hợp là từ khi bắt đầu hành thiền cho đến khi mình đạt được cận định. Thì lúc bây giờ á, cái phương pháp mà chúng ta thực hành nó rất quan trọng. Nếu như chúng ta thực hành đúng phương pháp thì chúng ta dễ tiến bộ. Còn khi chúng ta thực hành nó sai phương pháp thì chúng ta khó tiến bộ. Như trường hợp đệ tử Ngài Sariputta sẽ có nói rồi. Ngài Sariputta nghĩ là người đệ tử này thích hợp thực hành đề mục quán bất tịnh. Nhưng mà khi người đệ tử này thực hành thì rất là khó tiến do không phù hợp. Nhưng khi đưa đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho cái đề mục là quán một cái bông sen bằng vàng, thì khi đó đó cái người đệ tử lại dễ tiến. Cho nên cái đề tài thích hợp nó rất là quan trọng. Rồi ngoài ra đó, khi mà mình hành thiền mà mình chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị như thế nào là đầy đủ thì ở phần sau sư sẽ hướng dẫn cho quý vị mình cần phải chuẩn bị những cái gì khi mà mình hành thiền. Rồi ngoài ra đó, mình có trừ khử những cái chướng ngại hay là chưa. Chúng ta có những cái chướng ngại. Chướng ngại đó là ví dụ như chướng ngại về trú xứ, chướng ngại về đồ chúng, chướng ngại về sự thực hành, chướng ngại về quyến thuộc, chướng ngại về thân thể. Thì những cái chướng ngại đó từ từ sư sẽ nói với quý vị. Nếu như mà mình chưa giải quyết những thứ này thì mình sẽ khó tiến. Còn khi mà mình giải quyết rồi đó thì mình sẽ dễ tiến. Rồi cái người hành thiền là cái con đường chúng ta là con đường ly dục. Mà nếu như chúng ta nhiều dục quá thì chúng ta sẽ khó. Đặc biệt nha, sư nói cái chuyện mà nam nữ, quý vị mà còn làm cái chuyện nam nữ thì không thể có được sự tiến bộ trong thiền. Thành ra đó, cái dục mình càng nhiều thì mình hành thiền càng khó. Cái dục ở đây không đơn giản là cái dục nam nữ. Đương nhiên dục nam nữ nó thô thiển nhất và nó nặng nề nhất. Nhưng mà ngoài ra đó, mình còn cái dục về ăn uống này. Đừng có nghĩ chuyện ăn uống nó dễ. Chuyện ăn uống nó khổ lắm. Sư tổ chức khóa thiền sư biết cái chuyện ăn uống nó vậy chứ nó quan trọng ghê gớm lắm. Rồi cái dục về cái chỗ ở đó, cái dục nó thể hiện qua rất là nhiều những cái hoàn cảnh, tức là sự mong muốn của mình. Dục của mình càng nặng thì mình càng khó tiến bộ. Ngoài ra đó, cái người mà thiếu trí tuệ thì khó tiến. Còn cái người còn cái người nhiều trí thì dễ tiến. Cái này được áp dụng ở trong thiền quán nha. Ngoài ra đó, cái người mà thiếu định, định ở đây là thiền chỉ. Khi mà mình thiếu định thì cái tuệ quán của mình nó khó phát triển. Có một sự hiểu nhầm, xin nói là có một sự hiểu nhầm là nhiều người họ coi thường cái chỉ tịnh, tức là thiền samatha, rồi dẫn đến chuyện là họ cho rằng mình có thể thực hành thiền quán mà không cần chỉ tịnh. Nhớ dùm sư như thế này, có bốn dạng hành giả được nhắc đến. Một là chỉ trước quán sau, hai quán trước chỉ sau, ba là chỉ quán song tu, và bốn là thuần quán không có chỉ. Nhớ dùm sư là cái dạng mà thuần quán á, là vị đó vẫn thực hành thiền chỉ, nhưng mà cái thiền chỉ của vị đó chưa đi đến các cái tầng thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà có thể vì đó chỉ đạt được cái cận định thôi. Chính vì lẽ đó chúng ta không nên hiểu nhầm
cái vụ mà thuần quán không có chỉ là coi như mình dẹp luôn, mình không có thiền chỉ thì nó không phải. Bằng chứng là trong kinh Đại Niệm Xứ, riêng cái chuyện mà mình thực hành hơi thở không thôi đó ha, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để đưa chúng ta đi đến tứ thiền rồi. Ngoài ra thì nếu mà mình không khéo về an chỉ định á, thì mình khó tiến, còn mình khéo thì mình dễ tiến. Không khéo ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không có rành rẽ những cái chướng ngại nè, không có rành rẽ cái về cái nimitta, không có rành rẽ về cái cách mà mình xử lý đối với các cái nimitta, nó dẫn đến cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ trở nên khó khăn. Rồi khi mà các cái phiền não của mình nó mạnh thì mình khó tiến, còn phiền não của mình ít thì mình dễ tiến. Phiền não ở đây tức là gì? Tham, sân, si, tật, đố, ganh, tị, bỏn, sẻn, tị, hiềm, vân vân. Thì khi mà chúng ta có càng nhiều phiền não thì việc thực hành của chúng ta càng khó tiến. Mà khi chúng ta càng ít phiền não thì việc thực hành của chúng ta càng dễ tiến. Nhưng mà nhớ giùm sư, cái chuyện mà khó tiến và dễ tiến ở đây nó không có bao gồm cái chuyện là dễ chứng đắc hay là khó chứng đắc. Cái khó tiến và dễ tiến ở đây nó chính là cái việc mình thực hành nó thuận tiện, nó dễ dàng hay là nó khó khăn. Xin lấy ví dụ như thế này. Bây giờ mình có hai tay, một cái tay thuận và một tay không có thuận. Thì cái khi mình viết bài mình viết cái bằng cái tay thuận thì nó dễ hơn. Nhưng mà mình viết bằng cái tay không, mà mình viết mình hoặc là mình sử dụng bằng cái tay không thuận thì nó khó hơn. Tuy nhiên ví dụ như là mình cần với tay mình lấy đồ đi, thì có một số việc mình dùng cái tay thuận nhưng mà cái vật mình lấy nó lại khó cầm. Nhưng mà cái tay không thuận cái vật mình lấy nó lại dễ cầm. Sẽ ví dụ như thế này nè. Khi mình học lái xe thì cái xe là nó như thế nào ta? Nó được chế tạo cho người thuận tay phải. Cho nên những người mà thuận bên trái, các vị nó học lái xe nó sẽ khó hơn. Thì đối với những người mà thuận ở bên trái, thuận bên trái, cái việc họ sử dụng bên phải nó sẽ khó khăn cho họ. Nhưng mà nhờ sử dụng bên phải thì họ sẽ thuần thục được. Chứ không thể nào mình nói là bây giờ cái tay ga nằm bên phải, nhưng mà tôi thuận tay trái, thôi bây giờ tôi lấy tay trái mà tôi lái xe có được không? Không được. Cho nên cái sự mà dễ đắc hay khó đắc ở đây nó thuộc về các cái căn. Các cái căn của mình mà nó nhạy bén thì mình dễ đắc. Còn các cái căn của mình mà nó chậm lục, nó không có nhạy bén thì mình khó đắc. Cái chuyện mà các căn của mình nó nhạy bén hay là nó chậm lục thì nó lại phụ thuộc vào cái tiền nghiệp quá khứ. Do mình tái sanh, cái nghiệp, cái tâm cận tử của mình nó là như thế nào? Chúng ta sẽ học ở cái phần sau ha. Cho nên cái chuyện mà định khó đắc và dễ đắc thì đó là chính từ cái cận định đến an chỉ định. Ở đây sư nói thì một số vị không có được rõ cho lắm. Ở đây sư tức là những cái mà sư nói ở trên á ha, mình các cái sự dễ chứng đắc thì bao gồm dễ chứng đắc từ cận định cho đến các cái tầng thiền. Sự dễ chứng đắc ở đây là do các cái căn của mình á nhạy bén hay là chậm lục. Chứng đắc ở đây là chứng đắc từ cận định đến an chỉ định ha. Ngoài ra mình còn có định dự phần thối giảm, định dự phần tù động, định dự phần thù thắng, định dự phần thể nhập.
Có nghĩa là sao? Định dự phần thối giảm á, chính là khi mình có định rồi nhưng mà sau đó tâm của mình hướng đến dục, từ đó làm cho chúng ta mất định. Giống như trường hợp của Bồ Tát, khi mà Ngài chứng được tứ thiền, Ngài dùng thần thông để mà Ngài đi đến cung vua. Nhưng mà trong một lần khi mà Bồ Tát dùng thần thông Ngài bay đến cung vua, thì bà hoàng hậu bà đi ra, mà trong khi bà đi ra đó, bà hớ hên, cho nên là cái y của bà tuột xuống, thành ra là bà trùi lũi khi đó bà đang tắm. Thì khi mà Bồ Tát nhìn thấy bà hoàng hậu mà khỏa thân như vậy á, thì cái dục nó sanh khởi. Cái tâm của vị của Bồ Tát lúc bấy giờ hướng đến dục, cho nên là Bồ Tát mất hoàn toàn định, tứ thiện mất sạch. Khi đó là Bồ Tát trở thành người bình thường. Cho nên lúc bấy giờ chúng ta gọi là định mà đi đến sự thối giảm. Rồi định dự phần vào tù động có nghĩa là sao? Như là ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh lỗi, ví dụ lỗi cây, có nhắc có những người khi mà đi vào rừng lấy được cái giác cây, sau khi lấy được cái thịt cây, sau khi lấy được thì họ nghĩ đó là cái lỗi cây rồi họ đem về. Cũng giống như người thực hành giữ giới này, rồi thực hành thiền định, khi mà chứng đắc các tầng thiền, vì đó tự thỏa mãn và không lấy đó làm nền tảng cao hơn, thì khi đó vị ấy vẫn không thoát khỏi khổ đau. Thì đây chính là định mà dự phần vào tù động. Hoặc như một người bỏ đi cái cành lá, bỏ đi vỏ cây, bỏ đi thịt cây, nhưng mà lấy được cái giác cây. Khi lấy cái giác cây, vị đó tưởng là mình đã lấy được cái lỗi cây cho nên là đi về. Thì cũng giống như một người khi mà thực hành thiền định, nhờ cái định đó vị đó có được thắng trí thần thông. Khi vị đó có được thần thông thì vị đó dừng luôn ở đó và không tiến thêm nữa. Thì như thế cái định của vị đó nó không tiến lên làm nền tảng cho trí tuệ quán, không tiến lên làm nền tảng cho sự chứng đắc đạo và quả. Cho nên cái định đó chúng ta gọi đó chính là định đi đến sự tù động. Còn định mà dự phần vào tù thắng, tức là định đi đến sự tù thắng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta thực hành định, chúng ta lấy đó làm nền tảng cho các cái tầng thiền cao hơn và cho thiền quán đi đến sự chứng đắc đạo quả. Định dự phần thể nhập là như thế này, là khi mà mình đạt được định rồi đó, mình phát triển trí tuệ quán, từ đó đó mình hướng đến sự vô dục. Rồi nhờ vô dục á, tức là nhờ sự không ham muốn, nó dẫn đến sự ly tham, và nhờ ly tham nó đưa đến sự giải thoát. Ngoài ra mình còn có định ô nhiễm và định thanh tịnh. Thì giống như ở trên, định sau khi mà định rồi chúng ta lại liên hệ đến dục, làm cho cái định nó bị mất, thì khi đó cái định của chúng ta nó bị ô nhiễm. Còn khi mà chúng ta thực hành định mà chúng ta không có bị các cái dục ô nhiễm, thì cái định của chúng ta nó là định thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng ta thực hành thiền thì buộc chúng ta phải ly dục. Chúng ta không ly dục thì cái định của chúng ta bị ô nhiễm. Ngay cả cái chuyện trai gái thương nhau mà tham dự khóa thiền thì cũng không được liên hệ với nhau. Như trường hợp một cái vị cư sĩ, khi mà vị đó thực hành thiền tâm từ, vì đó rải tâm từ đến cho người vợ của mình, mà khi vì đó rải tâm từ đến người vợ của mình,
cái ái dục nó khởi lên thì nó làm cho định của cái người này bị ô nhiễm. Rồi từ đó đó, cái người này họ không thể đạt được định, mà thậm chí được mô tả ở trong Thanh Tịnh Đạo là vị này xô cửa đập tường để mà được đi ra gặp vợ của mình. Thì ở đây sư nói tới những cái điều kiện để cho định của chúng ta được thanh tịnh. Điều kiện đầu tiên là giới của chúng ta phải được thanh tịnh. Cái phần giới thanh tịnh thì sư đã nói ở cái phần trước rồi, cho nên bây giờ sư không lặp lại nữa. Thành ra đó, mặc định là khi chúng ta thực hành thiền, cái giới của chúng ta phải trong sạch. Giới của mình mà không trong sạch đó, mình hành thiền nó không có kết quả. Ngoài ra ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến 10 cái trú xứ không, 10 cái chướng ngại không có phù hợp, hoặc nó sẽ trở thành cái chướng ngại đối với người hành thiền. Chướng ngại đầu tiên chính là trú xứ. Thì do một cái trú xứ chúng ta ở hoài một chỗ thì nó sẽ có những trở ngại sau đây. Một là mình sẽ bận tâm cái chuyện xây cất. Quý vị mà đi đến những cái ngôi chùa mà có xây cất thì xin thưa những cái vị sư ở đó lúc bây giờ không có hành thiền được, mà đặc biệt là vị trụ trì cũng không có hành thiền được. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó, vị đó phải bận tâm cho việc xây cất. Rồi khi đó trong đầu của mình không có chỉ và quán, chỉ có cát và đất thôi. Rồi khi mà mình ở nhiều một chỗ thì mình ở lâu thì mình cũng không có thể nào mà mình thuận lợi để hành thiền. Do ở một cái trú xứ nào mà mình ở lâu thì mình sẽ có nhiều đồ đạc. Mà khi có nhiều đồ đạc á, cái tâm của mình nó sẽ rối. Mà khi tâm mình rối như vậy mình sẽ khó hành thiền. Cho nên một vị tỳ kheo nguyên thủy hồi xưa, các vị đó không có thường ở hoài một cái chỗ nào cả. Có thể là 3 tháng mùa mưa vị đó sẽ đi trú xứ khác. Thậm chí Đức Thế Tôn, quý vị thấy là Ngài chu du khắp chốn, Ngài không ở hoài một nơi. Ngoài ra khi mà mình còn có thể là mình sẽ bận rộn những cái chuyện liên quan đến trú xứ để nó trở thành chướng ngại. Ví dụ như mình phải chăm sóc cây kiểng, mình phải lo tưới cây, mình phải lo quét sân, mình phải lo làm vệ sinh. Nói chung là những thứ đó đó mình phải lo. Rồi những cái mình lo như thế, mình không thể nào mình tập trung vào cái việc hành thiền. Cho nên khi mà một vị ở trong rừng thì vị đó không phải bận tâm về cái trú xứ là như thế này. Ngoài ra đó, thì còn cái chướng ngại tiếp theo là chướng ngại về gia đình. Gia đình ở đây chính là cái quyến thuộc của mình, hoặc là gia đình thí chủ. Một vị thầy tu thì vị đó thường sẽ liên hệ đến hai thứ. Một là cái gia đình cũ của mình, tức là cái những người cha, người mẹ, anh, chị, em, bà con, thân bằng quyến thuộc của mình trước khi xuất gia. Thì đó chính là gia đình. Nhiều vị tỳ kheo khi xuất gia rồi đó, các vị đó vẫn rất là khó để mà có thể từ bỏ được hẳn cái gia đình của mình. Vì đó vẫn còn dính mắc đối với cha, mẹ, anh, chị, em, thân bằng quyến thuộc. Thì lúc bây giờ đó, chính những sự dính mắc đó thì vị ấy sẽ không thể thực hành thiền được. Ví dụ như người thân chưa có hiểu đạo rồi thì có thể có những cái cử chỉ hành động nó nghịch với đạo, ví dụ như vậy. Hoặc quyến thuộc ở đây còn kể đến là những gia đình. Tại sao những cái người thí chủ, tức là Phật tử quý vị ủng hộ các sư, hộ độ các sư mà lại trở thành chướng ngại?
là bởi vì khi mà chư tăng, các vị tu sĩ mà gần gũi cư sĩ quá đó, thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cư sĩ. Như ở trong Tương Ưng thì có nói một cái trở ngại, đó là vị ấy vui khi chúng vui. Nghĩa là sao? Dù muốn dù không, khi mà mình liên hệ quá nhiều với cư sĩ, có những chuyện mà khi cư sĩ họ vui thì mình cũng vui giùm cho họ. Rồi khi mà cư sĩ họ buồn, mình cũng buồn giùm cho họ. Ví dụ như một cái người Phật tử thuần thành hay hộ độ mình, hay hộ độ một vị sư, hay chăm sóc một vị sư, một hôm nào đó vị đó ngã bệnh, thì vị sư đó cũng sẽ lo lắng, không biết là cái người này họ có khỏe không, bệnh đó có hết hay không. Rồi có thể là vị đó sẽ lo lắng đến cái chuyện là đi thăm đi viếng. Thì chính những cái mà mối quan hệ thân tình mình cứ nghĩ đó là bình thường, nhưng mà ở trong cái việc thực hành thiền á, thì nó sẽ là cái chướng ngại. Bởi vì khi vị đó lo lắng bận tâm như thế thì vị đó sẽ không hành thiền được. Tuy nhiên nếu như mình không có những cái chướng ngại như thế thì thôi. Ví dụ như ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến là cái vị tỳ kheo trẻ cháu của vị trưởng lão ở tu viện là Kuradaka. Thì như thế này nè, bà mẹ đó nói với cái người em của mình là cái vị này là đi xuất gia rồi, thì có nói với vị này là bây giờ con của em nó cũng đi xuất gia, thì nếu như mà anh gặp nó thì anh kêu nó tới rồi em cho em thăm em viếng như vậy đó. Thì vị trưởng lão khi mà đi thì vị này gặp người cháu của mình, tức là con của cái bà mẹ mà vừa mới nhắn gửi, thì vị này mới kêu là thôi bây giờ con tới chỗ đó con an cư mùa mưa đi. Vị này mới đi đến nhà mẹ của mình an cư mùa mưa. Cái điều kỳ lạ như thế này nè, là vị này á, khi mà đến ở 3 tháng mùa mưa, bà mẹ hộ độ suốt 3 tháng mà không nhận ra con của mình, mà ngài thì ngài cũng im lặng, ngài không bao giờ nói mẹ con đây nè, con là cái đứa đó đó, cũng không bao giờ nói, ngài im lặng ngài ở thôi. Thì sau khi mà hết 3 tháng mùa mưa, cái vị tỳ kheo này ra đi, thì khi đi như thế bà mẹ mới cúng dường một bộ y. Thì khi mà cái người con á, đi đến rồi gặp cái người cậu của mình, thì cúng dường lại cái y cho cậu của mình. Rồi người cậu sau đó, đi đến nhà của bà mẹ hỏi là sao, cô gặp con chưa? Thì bà mẹ mới khóc nói thương quá, trời lâu quá không có gặp nó, bây giờ cũng không có nghe tin tức gì, không biết là nó mạnh, nó đau, nó yếu hay như thế nào. Thì người cậu mới nói đó, cái ông sư mà 3 tháng mà bà hộ độ đó là con của bà đó, con của chị đó. Đây nè chị coi nè, đây nè cái y mà chị cúng cho nó đúng không, đây nè, đây nó cúng cho tôi nè, đây cái bộ y này nè, chị coi đúng phải cái y đó hay không. Thì bà mẹ nhìn thì bà mẹ hoan hỉ quá, nói trời ơi không ngờ á, tôi gần con của tôi 3 tháng mà tôi không biết cái gì hết, mà nó cũng không nói tiếng nào. Thì bà mẹ mới nói như thế này, một miệng nói như thế này, nếu như mà Thế Tôn mà còn tại thế mà ngài gặp con của mình thì thế nào ngài cũng tán thán. Mà nếu như mà cái chuyện mà con của mình mà có chứng đắc được cái gì thì chắc không có gì lạ đâu. Tại vì cái chuyện nó gần mẹ nó mà nó không nói tiếng nào. Thì trong trường hợp đó
thì thân bằng quyến thuộc không phải là cái trở ngại đối với vị này. Xin nói chờ một tí là như thế này. Có một số cái chi tiết mà sư muốn chia sẻ với quý vị trong cái phần mà chú xứ. Thì cái chú xứ ở đây, quay trở lại cái số 1 ha. Cái chú xứ ở đây là những cái chú xứ lớn hoặc là chú xứ nổi tiếng, thì nó không có phù hợp đối với người hành thực hành thiền định. Do đâu? Một là ở cái nơi mà đông như thế thì thường bận rộn lắm, nó không có yên ổn. Như ở đây nó là bận rộn cái việc xây cất, ngoài ra còn bận rộn rất là nhiều thứ. Quý vị mà đi những cái ngôi chùa lớn á, quý vị sẽ thấy nó có rất là nhiều việc, có cái ban gọi là ban ẩm thực nè, rồi ban vệ sinh nè, rồi ban cây kiển nè, rồi ban này ban kia, có rất là nhiều phòng ban mà các vị sư ở đó thường á, thì rất là bề bộn, lo rất nhiều công việc, mà chính bởi vì công việc như thế thì không thành thiền được. Mà nếu như mình không có tham gia chung với chúng thì họ nói là ông sư gọi là không có nhập chúng, coi như là ở tách biệt với chúng đó. Cho nên là đây là một cái trở ngại là như thế. Rồi cái trở ngại nữa, tức là khi mà Phật tử họ đến nó đông quá, lui tới đông quá, thì mình cũng không có hành thiền được. Bởi vì khi mình hành thiền á, thì có thể là người ta sẽ đến, người ta đảnh lễ, rồi người ta đến người ta hỏi, hoặc chỉ đơn giản là mình diễn cho người ta coi thôi. Như cái trường hợp một vị tỷ kheo ngồi thiền ở trên cái đường đi á, thì người khác đi tới đi lui, thì như vậy đó vị ấy bị quở bởi hai lý do. Một là cái sự kiện mà người khác đi tới đi lui sẽ ảnh hưởng đến việc vị đó hành thiền, và hai là có thể cái sự ngã mạn, cái sự tham nó nổi lên với vị đó, tức là ta ngồi đây để mọi người biết là ta đang hành thiền. Cho nên là một nơi mà có quá nhiều người đi tới đi lui thì nơi đó cũng không thích hợp cho cái việc thực hành. Tuy nhiên nếu như mà tăng chúng ở đó, đó nói với nhau thôi kệ ông sư đó đi, ông muốn làm cái gì ông làm, thì trong trường hợp đó thì mình ở cái chú xứ đó thì chú xứ đó không còn là chướng ngại. Tại sao sư nói như vậy? Tại vì nếu như mà một cái ngôi chùa lớn ha, ai có rất là nhiều công việc để làm mà mình tới mình xin á, họ cho mình một cái cốc ở rồi nói đó, các công việc của chùa sư không cần phải bận tâm, không cần phải nhúng tay, toàn bộ các cái sinh hoạt của chùa, thời khóa của chùa sư cũng không cần tham gia, sư cứ làm cái gì mà sư thích. Và cái chỗ đó là cái chỗ tách biệt với hội chúng, tách biệt với đông đảo cư sĩ, chỉ cần tới giờ ăn thì đi lên ăn thôi. Thì trong trường hợp như thế chú xứ không là chướng ngại. Đấy, thì sư bổ sung cho cái phần chú xứ. Rồi, hôm nay thì quý vị thông cảm là do bị kẹt xe cho nên là sư bắt đầu lớp trễ. Và bài học của chúng ta thì đến đây thôi. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định đời.
nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Hai Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idang me bunyan nibbanasa bhakchayo hotu imang no punya phagang sabba sattanam dema sadhu sadhu sadhu. Chúc quý vị akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam.